bốn người đáng để bạn nể trọng. Thứ nhất đó là người biết làm chủ và kiềm chế cảm xúc của họ. Người mà bạn nói xấu họ cũng chẳng quan tâm. Bạn có đả kích họ, họ cũng không thèm nổi nóng. Bạn có khích tướng họ, họ cũng chẳng mảy may phản ứng hay là đá động gì tới bạn. Những người này họ luôn biết họ muốn gì, họ cần gì, họ phải làm gì. Và họ ít để những con người hay những môi trường xung quanh tác động tiêu cực đến họ. Thứ hai đó là người không có nỗi sợ. Một người mà không sợ khó khăn, không sợ những thử thách, không sợ thất bại, không sợ không có tiền và kể cả không sợ chết luôn. Với những người không có nỗi sợ, bạn rất khó để biết được điểm yếu của họ là gì. Thậm chí họ sẽ không có điểm yếu, hoặc khi họ biết điểm yếu của họ, họ sẽ tự tìm và tự khắc phục điểm yếu đó. Và một điều rất quan trọng đối với kiểu người này là cuộc sống của những người không có nỗi sợ là họ phải trải qua và đối mặt với rất nhiều biến cố, thử thách trong cuộc sống. Thứ ba đó là những người không coi tiền là quan trọng. Chắc có một câu mà các bạn rất nghe nói rất là nhiều, đó chính là cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền, đúng không? Nhưng sẽ có những người mà đến ngay cả bạn có rất nhiều tiền mà cũng không thể thỏa thuận với họ. Thì với họ tiền không có quan trọng. Những người này có thể là những người họ đã rất giàu, hoặc giàu về tiền, hoặc giàu về lòng tự trọng. Nên với những người này bạn muốn tạo mối quan hệ với họ thì hãy dùng hết tất cả sự chân thành của mình, không mưu cầu vụ lợi hay là toan tính. Và quan trọng, bạn cũng phải có giá trị và tư duy của bản thân bạn nữa. Thứ tư đó là người luôn làm đúng. Đây là kiểu người mà ngày xưa mọi người vẫn hay gọi là quân tử. Họ sống có kỷ luật, có quy tắc, có lễ nghĩa, đại loại như là nhân lễ nghĩa trí tín làm đầu ấy, thì họ luôn luôn làm đúng với mọi thứ, với mọi người và với mọi trường hợp. Và đặc biệt là họ luôn làm đúng với quan điểm sống của họ. Bạn đã gặp được bao nhiêu người trong bốn người mèo kể trên rồi? Chia sẻ với mèo ở phần comment bên dưới nha.